Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Chưa có thê lương đâu, còn thê lương hơn nhiều cả. Tao tới nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con ông đấy, ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, rồi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói chuyện vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi, bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ, đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng trời. Bà nín đi, ba không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mày đã phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây nè, con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành đoạn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ờ không có. Tao nghe kỹ rồi, tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà cái chưa. Ê, còn nhà sao? Còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có nhà không? Quan tài có trong không? Ở ba mày đâu? Ở đây không phải chạy hòm, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn trốn đâu? Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo, để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày thật bất hiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn tao mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì á? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ
có con gà mái tơ nuôi của ông đó mới luộc chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khất món nợ vài ngày đi anh. Xít đồ nó mày. Chú con lại chú. Nhà còn có cái tivi, chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dạ mày. Quang. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ta bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ, lúc mượn 10 cây, tiền lời cắt cổ là... Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng, vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ, chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ rồi. Ở đây ca. Dạ sao quyết đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu quay. Cái. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà chính ba trốn đi. Bà chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Đau đầu quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhau không? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Mẹ tư chủ nhà. Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc này. Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề là phải không? Tao nói thiệt nghe, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn cái gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tốp vô nó khiêng đi rồi. Đó thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư. Đáng lẽ tôi núp luôn ở tổng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi thì sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị. Chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm. Nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không có. Cái này con cải chánh bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo.
người ta vậy thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe nó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng mà tiền nhà mà chị làm gì la lối om sòm vậy, ai dám thiếu chị tháng nữa. Trời, mà tôi nói chị nghe tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn bệnh lo bài bạc suốt đời là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoài có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ cho con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên một con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy. Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi, nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi, đúng không, là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Ừ, thắng cho là tôi không biết nữa. Rồi bởi vậy tại bài của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chim bao mộng mị, con thấy gì đó con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm chim bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với bà con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng tài đã nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tử tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á, bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn, bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi, anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh hay chi đó. Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà quá thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện đó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải về chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi cũng tạt nó, tôi đuổi đi, nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự nghe, tội nghiệp nó anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng cái rụp chết. Vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ha, phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi, không được đó. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu, anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Tao nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Thôi tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại qua. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn.
Nhưng mà cô nghe người ta hay hát ôi rằng bà là những niềm đau là làm tim đổ máu, mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu, con không muốn lấy con muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói là anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì. Tôi nói thiệt cái chuyện nha, gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa học lũ, chảnh quá ha, giàu quá ha. Nè, nè, nói cái sách tắt cái chứng nè, để coi. Gì? Để coi, nè. Nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó không có mắt kiến, không thấy gì hết trơn á. Đưa con đọc tao đó. Tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi, rồi nợ 6 rau với 1 tháng, coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa. Ủa, ghi. Ủa gì hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang. Tôi tính sơ sơ thôi nghe, anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh, có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ ảnh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Trước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Nào ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chỉ con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trỏ bẫy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi, bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi. Sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rộn mẻ hai cẳng còn có cẳng một rồi. Kiếm bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đồ không đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi con, hay là con đi Mỹ mà không thích ha? Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con?
Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuột cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Nói thiệt cho ông đu dây điện vừa vừa thông tuột xuống giùm tôi đi. Ông nghĩ kỹ đi Thúy Kiều, người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở phải mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt không quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là cháu Nhuận Phát lúc về già. Ôi giời ơi, ngoài đường gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi giời, bao nhiêu mớ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dựng đầu dậy đi qua đây gặp sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em chưa. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày mà đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha. Đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Chồng hả? Chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ. Con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó hả? Dạ. Việt Kiều đó hả? Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Thằng Duy dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài. Ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp lẹ. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à? Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè. Ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Ê, nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Ờ, chạy đi. Ờ, tài, qua, từ nói nghe nào, qua, tôi nói nghe. Anh Quang, nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Ôi, anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tôi nói số 10 nè, là 10 năm tình cũ đó. À, bây giờ vậy nghe. À, nên bởi vì ta nói ở đời nghe có 4 cái ngu là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm trầu. Mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi. Dạ. Kể kiểu nào thì tùy ý em. It's up to you. Chị đi về nghe, để cho hai trẻ tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe. Nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả là voi ngựa cho sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con?
Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Massage đó hả? À, không, bố hiểu nhầm rồi. Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Và bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. À. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Gì? Chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Trời, tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Nó nghe huấn luyện thì nó xỉu liền nè. Dạ. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà nó còn ăn cầu 20 kg sâm còn ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư à. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Khoan, gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính xối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, đây. Cái vợ mà làm dữ. Nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi cho... Thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quá đâu quán có nhau. Thằng nào đó bay. Quan Tài đây. Quan Tài bây giờ không còn là Quan Tài hồi sáng nữa đâu. Trời ơi, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Ừ, chắc đồng nghiệp đây mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Đây, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom mà còn lấp được hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lồn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát lên thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Mày muốn đại ca sao quýt nè. Bưởi còn chết chứ chưa gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Không. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Ừ. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thái gì ở trong cái nhà này mà bà dám xía vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài.
con dâu của Nguyễn Văn Quan. Ông. Kể từ giờ phút này, thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sòng sọc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê, dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nữa mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đĩa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê, sao quên? Cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Đi. Mà, bà đang làm dâu hiền mà vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng đây, gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại, nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lưỡi, con tự tử cần sớm hơn. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ, vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông. Bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Z, alo. Z á, thì bình yên. Còn lô á, bình hưng hoàng nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tai không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tiết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thấy có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi? Đây là mai, đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quên chết liền á. Để con. Ê, bây giờ chị đứng ra một bên đi để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Bây giờ
ba em giải quyết không được em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè, em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra tới đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên tao phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ. Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày lên ghen gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im. Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Im. Let me check. Long a thought. One minute. Thôi được rồi, ta quyết định rồi. Finally. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Oh, yeah. Xe lăn trong tim khuất xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng được vui. Em hát cái bài đó là có lý do á. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi á, tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ, xe ôm mà giờ đi ra bao nhiêu bánh bò bánh tiêu vậy á? Ai xe ôm không? Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe ôm anh. À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề, dạ vậy mời anh, em lấy xe anh. Dạ đi đâu? Dạ anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh, cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh. Trời ơi, anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp, mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn, mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi, mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê, thẳng như vậy mày. Ủa sao anh em nói thẳng mà? Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ dạ vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Thầy thấy là bình thường rồi đó. À, dạ mời anh mặt bình thường lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa về vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vui lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. Đó, đẹp, quá đẹp anh ơi. Nó lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi.
Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha, không phải mò đồ mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi thằng ơi. Nó tơi tả hết trơn, nó trời thấy ghê quá đi. Nít! Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh thẳng với tôi thẳng như giờ sao giờ, tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ, thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nghe. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha, nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì anh hỏi lẹ. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng, mày hỏi cái gì mày hỏi, hỏi đi, hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là Tình yêu. Được đó. Thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi. Anh cứ dầm vo hoài. Bây giờ tôi hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. Anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá ha anh. Chia tay rồi. Chia tay. Ồ. Em hiểu tại sao anh. Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Chứ sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo em không biết cầu Bình Triệu, biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thế mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng rồi, đúng. Mày chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lựu đạn sao quá nhờ anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nghe. Thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha, đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là túi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thực sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. Tập thể dục. Sau đó, tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em? Không. Vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới, tao mằn tồn mấy vòng, sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm à. Có lãng mạn không? Lãng nhách rồi.
Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống, vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày nó có vô duyên vậy. Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Dạ. Tôi khổ lắm, tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè, giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá à. Tao tức. Tao tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm, trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Con mình mày chở. Em tao. Hiểu, em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Về đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu. Em biết rồi, dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh, dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn, ơi. Dạ. Cho hỏi câu được không? Ôi, mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nha. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy? Hồi sáng giờ không có khách, đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Ừ. Ừ anh. Chào anh. Ừ. Anh muốn đi xe ôm anh? Ừ. Dạ, à, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Ôi, con gian gái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là. À, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹ một câu. Hả? Giờ bữa nay nó xả là nhiều dữ vậy. Ê, dạ, anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút, trời ơi, tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được, cái này thì được. Alo. À, Dũng, Dũng. Ta cần 20 chiếc. 20 chiếc xe. Ờ, à, 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Cái lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ, dạ. Anh hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Ờ, à, chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Ờ, à, vậy nha. Rồi, 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 rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ, đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ, em chờ. Trung Ánh ơi, vậy khỏe rồi. Ui, gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ, đang ở đâu? À, ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi, ở đó chờ đó ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tin tao cái gì? Hả? Nói chuyện với đàn em tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi, à, em à, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Chợ 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? À, Nam Nhi Đại Trung Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu không đổ, đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à. Dạ,
quýnh chết mẹ em hả? Ủa anh sao tự nhiên ông đòi quýnh chết mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ đi đâu? Cái gì? Anh kêu xe ôm tới rặn chém lộn với người ta. Chứ sao? Anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn, mắc mới gây chuyện người ta kia. Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. Mà nó con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra ha. Con chó kế bên. Chó kế bên, nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh, em nói anh nghe nè. Anh ơi, có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chăng á? Anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ, coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. Ông tên gì? Bảy Lé. Alo. Anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Hả, đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Đàn em của Tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại hả sao? Anh ghét ai kêu anh Bảy Lé lắm hả? Em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh Tài nói vậy á. Anh Tài nói anh tên Bảy Lé, em mới nói là tên Bảy Lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu lé chứ cái gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà chết mẹ, ông lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ông ghét ai kêu ông lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, cầm lên 10 lần. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, Bảy Lé. Mày, cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện với thằng em thôi rồi, mày tính ra mày. Mày chết hả? Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui vô quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo. Dũng ơi Dũng. Kêu ông tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết. Sao mày chửi tao rảnh? Tụi bay bận hết rồi hả? Vậy thôi để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. Tại vì lễ mà. Thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Đứa chở chị nó đi siêu thị. Đứa chở anh nó đi đá banh. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? Cái gì? Chú nó đi sở thú. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt rồi, hết rồi. Mày léo mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con đi lượm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao mua dép Lào? Không có. Bận hết rồi. Bận thiệt không? Dạ anh đi kêu khác đi nha. Ủa, được rồi. Tao tính gì? Hay là được rồi, cho tao chút. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. Em lại anh bỏ rồi em đi. Không, mày nói vậy tao tự ái nha mày. Thôi. Nghe. Không được nói vậy. Dạ anh đừng. Anh buồn đó. Dạ anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày nay. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. Mày é hả?
Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên ba mươi mấy thằng hả? Được rồi, mày ba mươi mấy thằng với mày á, ở đó chờ đi. Một lát tao với đàn em tao qua chơi hết tụi bay, chơi khô máu tay luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai là mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi ba mươi mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 3 mươi mấy, mười mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh, chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính chưa. Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ dạ được á. Trong thời gian chờ đợi, dạ, mày lấy chiếc xe, dạ, chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng nhặt thằng bảy lé. Mày nói tao linh xe ôm, đàn em của tài cháu điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng linh xe ôm. Ừ. Em của thằng tài chó điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết. Nó chém em mẻ dao hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy? Chứ vậy? Để ba má em biết làm đám giỗ. Ôi, bây giờ mày kém lộn mà mày nhát có vậy? Không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng đây em chờ đàn em anh cho. À. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mập trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt từng thằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. Tao là thằng tài chó điên. À. Đàn em của thằng linh xe ôm. Đàn anh. Đàn anh của linh không? Xe ôm. Một mình tao chấp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Chị vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt cái gì? Bây giờ mày chơi không? Mày chơi với tao luôn nè. Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? À, mày ăn no mày rửng mỡ hả? Mày vậy? Điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? À, mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quýnh người ta. Hả? À, giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn à. Thôi mà. Tà tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới rẳng cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt cái mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Ừ. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt phải không? Không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì. Mày ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số ông ta đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Thôi đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thật đâu? Đi đâu? Là đem chém chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng đàn em của thằng bảy lé. Hôm nay tao gặp tao chào, tao lịch sự, tao xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng chính hô. Mất dạy. Mày đã hô kệ cha ra đây. Mất mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dậm mày luôn đó. Thôi 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 đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha. Mày hỏi câu gì?
Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Sao ngoài kia chưa có mưa? Đổ tài đồng ý ơi! Go! Hey! 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 Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần. Sao ngoài kia chưa có tuyết rơi? Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vậy vậy, mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật. Mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát. Thấy không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay, cò bay. Bay nhảy cái gì? Bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Mắc cười quá. Hát cái nhạc cái giật người ta nhìn vô người ta cười. Và mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên. Ha? Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha. Tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi, hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mưa đắng, mây bóng hay đi quê. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thì thầm. Trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát mà hát như vậy. Hát như vậy. Ông tào lao ông ơi, ông hát cũng tào lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng. Thì bởi hỏi trong tình yêu chứ. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có năng, không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, thấy chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh bi da mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, dễ nhất mà. Thi dễ gì? Cái cuộc thi gì Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vi Star hả? Vi Star dễ nhất. Đừng có tào lao. Tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vi Star tôi dễ nhất. Vi Star là chương trình Thúy Nga, Paris By Night ta tổ chức. Tôi đâu bao giờ thấy ông đâu. Thôi không thấy mặt ông. Ngay từ vòng loại. Vi Star Paris By Night gì? Paris By Night. Ông Vi Star của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè. Sóng ập ập tôi vẫn hát. Biển sóng đừng số tôi. Phàm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi. À. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, rồi sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới. Đó, thấy biển trôi rồi tôi hát. Ô, rừng núi của ta. Phàm, rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim cho đạp xuống. Sao bắt đạp ông? Hát quá chim bãi chân chạy bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, ông. Từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả?
Hả? À, có người gọi gì? Nè, sao không chỉ đây? Không, té thì bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Kể chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong viện dưỡng lão này còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay đó. Ê, ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? À? Ngồi xuống Sao? Sao mấy hổng đài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong viện lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổng đài không thấy bà Liễu. Bị bả mấy cái môn hát bà mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. À. Hổng đài cái da bả xanh xao lắm. Tôi nghĩ chắc bả uống trà xanh á. Rồi bả lấy cái xác trà bả ướp mặt bả hay sao á. Hả? Lấy trà xanh á rồi lấy cái xác á ướp. Chắc bả bị bệnh hay gì đó. Chứ trà xanh nào mà uống xanh da cha. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh á cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ, chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô trong dân. À, lên đi bạn. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài Gái Xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà Xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn Xuân của tôi khoe cái khác mà. Ôi, hát cô gái còn Xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần. À, quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái Xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Thôi bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à? Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh. Đó. Khúc còn lại là của tôi. Của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ. Không nên nết mà lá chùm. À. Ủa? Làm gì? Ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại. Ở trong viện lão mà làm như là ở bên Australia. Đeo vàng ngập mặt. Học sàng học xoài được. Ganh tị. Ừ. Gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con gì? Tôi nó nói má ơi, má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá. Bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì, con mua mớ hột xoàn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Dạ rồi đâu có bắn đâu. Thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi 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 nè, có tiền là để dành chữa bệnh đi. Cái mặt vậy xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi. Tôi vô đây ở nghe xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe, nhà mình được cái là cái gì cũng không có mà ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy 246, 357 ba chia ra ba ở chủ nhật bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi, ba già rồi, đi tới đi lui mệt. Không, ba vô ba ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô viện lão tôi ở cây cảnh hữu tình, cho vui. Trời trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi, dọn nhà dọn tới dọn lui làm chi. Dọn đó. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn làm chi. Đi sao nổi. Chờ dọn một căn một vô Bình Hưng Hòa, yên tĩnh. Ủa, có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa địa. Cha này vô duyên à. Vô duyên. Bán lựu đạn hả? Nổ á. Không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa thích vô được không? Nó có điều kiện. Có lý do nha. Xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp.
mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ, ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đờn ta hát thôi. Ô mê đi, mê đi, ô mê đi, mê đi đời ta. Hay quá, có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vòng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi. À. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng, thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên, hiểu không? Ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Nè, nè. Gì? Hot girl. Gọi miết không? Gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa. Nhiều tiền quá, thanh toán không nổi đâu. Alo? Heo con hả? Trời ơi. Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ, anh thỏ trắng đây. Không. Ừ. Thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo? Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? À, gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Sao? Sao? Ừ, gì? Là mới môi lên kìa, rớt cái môi rồi. Ờ, ông sao đâu, thở, thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cái hả? Thôi, bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2,5 triệu. Cấp máy over. Hay không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy á, nó sung, phải không? Phải không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Phải không? Cuộc sống khi mà nó có cái nó gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. Ha. Ừ. Trời. À, đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Đây. Hai, hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ đâu ai hợp với ông. Bà. Gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe mệt. Không, tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi đi mê cái thằng cha mà người không ra người, heo không ra heo. À! Bà đừng đừng làm nhiêu mà chết mẹ. Bà gì bà không quéo dữ vậy không? Sướng đó. Sướng quá mà nó quéo người tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô trong cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng cha nhớ, mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta sum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc suốt đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái, bạn gái.
Trời ơi, ông may mắn gì? Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Mary Bà Nai hả? Bà tóc tiên bên ai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát ở trong Mary Bà Nai đó. Không có, tôi quen bà tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà, cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc chợ Thủ Đức, bà tên tiên, người ta kêu em ăn tóc tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì? Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại. Cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc, tới đọc lui cũng vui. Còn hơn những người mà không có, sắp chết già, chết mòn đó, trên ghế đá. Ôi trời. Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thế hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vậy vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thu điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thu vô điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bển nào? À, bển đi bển này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ôi, ôi, qua xa. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức, cho nên trời cho. Cái dòng mà thất đức là phù mỡ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần ha. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe này, tôi nói thiệt á, cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra lấy thơ. À thơ bên Mỹ à? Ừ, thì tôi qua thấy nha. Ê, khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Trời, tôi chốt nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị đếm hột sàn. Đây trời. 3K nè, 6K đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18K, hai bên 36K. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học xoàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Sao không có cơ sở, đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hổng này xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó, thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc ngay chơi. Bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài ta lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có đó. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ, ký tên Barito. Ồ, ghê không? Lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Vui quá, xa là vui. Trời trời ơi, mọi người gái ai nấy cũng thiệt vui. Nè, vừa phải ta nghe. Ô trời, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói cái quen với tụi tiên đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Nó mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không. Đây, thưa tụi chị vậy. Làm gì? Loài chành té bứa đây ha. Gì vậy? Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè, có chữ nào đâu, ông coi đi. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không in cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè, tại sao ba người ở chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng.
Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Hay gốm á, thân chưa dướng bụi trần, hay gốm á. Nè, tại sao mở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không bao giờ tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ, chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ, ký tên Mã Thị Tố. Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa, để cho chị ra ngoài, chị điếm hột sàn. Ha, ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé. Bà hay quá ha. Ôi giờ sao? Có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi rồi, ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi, người ta đòi nợ mình làm như bên kia mời. Ai nói kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè, bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bả đó. Nghe đi. Bắt cho biết cơ, bắt cho biết cơ. Con không anh? Con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bảo quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo má hả? Má, má à, con nói má nghe nè, mai mốt á má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi, rồi má cần cái gì á rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài, chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao. Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi, mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao. Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy. Hết pin rồi. Bà quên cái vỏ. Bà xào mình hả, đúng không, đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả. Bởi gì? Ờ đi ngang. Cảm ơn. À, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Ờ. Thôi còn tiền bê cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Ờ. Thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu. Khi nào má rảnh mới. Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới gì à? Ờ. Bà Liễu. Nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu. Không có ở. Liễu à. Cái dây. Điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mơ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Con bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, cho má vô đó chi, ở nhà với con, vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nó chỉ thương thiệt mà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha.
mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên, đúng không? Bây giờ buồn ngọc cái gì, mình phải hát, mình phải cười. À, kỳ còn nhiều ngày sống ở đâu buồn làm vậy? Dạ, sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nghe. Nhớ, ông nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nghe. À, bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói là đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi, cho mắc mơ gì ưa, ai ưa ông? Mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi cũng không ưa ông luôn. Cái gì vậy? Ông ra. Không gây tôi ưa gì đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Ê, nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mấy. Em đi em ơi. À, hãy để dấu những dòng lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngước mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tiếng người. Ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người. Ta làm máy bay khắp phương trời. Hey! Cười lên đi em ơi. Cười tươi sống chứ dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn đời đi bà cô. Nhìn đổi thay ta vang tim. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Ta đã chim bay khắp phương trời. Liễu, má, con biết là má thương con, như... thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Gian rồi ông ơi. Con không có vui má ơi. Thôi, má lỡ thương con rồi, má thương cho con nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi.